Hello, chào quán chị em ha. Đang quay cho quán chị em tham khảo động cơ 4GP1 quá chị em. Đấy. Xuất sắc luôn. Bô chưa cháy luôn anh em, lốc bổng đang kỉnh ha, ốc tán là vàng khè. Con này mấy ông anh rửa chưa có kỹ nha, sơ sơ thôi, quá bận nhiều việc quá cho nên không có kỹ lưỡng quá được quá chị em ơi. Quá chị em nào gì chịu khó trao chuốt thêm chút xíu. Bộ lông lắp lắp kiểm định nó còn luôn ha. Đây. Nổ máy cho bác cho tham khảo ha. Này đầy một bình quá nha, này đầy 12 à. Đây con. Tắt không? Đấy, cô bác chị em có nhu cầu sử dụng động cơ 4GP1 ủng hộ em con này ha. Con này thì giá nó nhiêu 20 cành chút xíu cô bác chị em. Đấy. Em đã bao gồm phí vận chuyển cho bác chị em rồi ha. Nếu mà cô bác chị em tự vận chuyển thì giá nó sẽ mềm hơn chút xíu. Rồi, cảm ơn rất nhiều, xin chào. Hẹn gặp lại cô bác chị em video tiếp theo ha.